Mến chào cô chú anh chị xem kênh Lục Tỉnh Miền Tây. Hôm nay nhà vườn Thúy Ngọc em có một số cây bonsai gửi đến muốn giao lưu tới cô chú anh chị. Hiện tại em đang ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại giao lưu với em là 0938 323 449. Và em xin gửi lời cảm ơn đến cô chú anh chị đã ủng hộ em hai clip vừa qua ha. Hôm nay cái cây mở hai đầu của đầu clip của em hôm nay là một cây chăn đỏ ha cô chú anh chị. Mã số là số 1 ha. Cây này đang cho bông cho nụ rất là nhiều, dòng chăn đỏ này rất là lâu tàn ha cô chú anh chị. Cây này là một cốt ha. Cây đã thần chậu, hình thức bên em là bao sóng bao ship toàn quắc nha. Giá cao là 27 nè. Tổng tàn là 30. Được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán ha cô chú anh chị. Đây cây là một cốt ha. Phơm tàn thì cô chú anh chị mình thấy rồi đó, rất là dày mịn ha. Nụ còn rất là nhiều nha cô chú anh chị. Rồi em đo tại vị trí này được 15 cô chú anh chị ơi. Mã số 1 cây chăn đỏ. Cây này thì em giao lưu tới cả nhà mình là 900, đã bao gồm phí ship cho mình rồi hát cô chú anh chị. Mã số 2 là một cây chăn sen ha. Cây này hiện tại cũng đang cho nụ cho bông rất là nhiều. Cây cũng đã được thần chậu nên cô chú anh chị mình ha, cứ yên tâm, ship qua đi thì không mất sức nhiều. Giá cao em đo được là 22 cô chú anh chị. Tổng tàn em đo được là 25. Dòng chăn sen rất là đẹp, rất là dễ thương ha cô chú anh chị. Có màu đỏ tươi ha. Rồi em đo tại vị trí này đi cô chú anh chị ơi, 20. Cây đã thần chậu ha. Cây này thì em giao lưu tới cả nhà mình là 450. Chậu sao thì em ship vậy ha. Cô chú xem clip ủng hộ em nhiệt tình như 2 clip vừa qua ha cô chú anh chị. Mã số 3 mai chính thủy nu gò công ha cô chú anh chị. Cao em đo được là 24. Tổng tàn em đo được là 28. Dòng mai chính thủy nu gò công này là bông trắng, bông chùm màu trắng rất là thơm ha cô chú anh chị. Dòng cây cũng rất là dễ chăm, thích hợp với mọi miền khí hậu ha. Rồi cái này em xin đo tổng dưới đây đi, tổng nguyên cái bệ đi là 38 cô chú anh chị. Cái này thì em giao lưu tới cả nhà mình là 1,6 triệu nha. Số 4, mã số 4 mai chính thủy nu gò công dáng bay. Cây này hiện tại đang cho nụ cho bông rất là nhiều nè cô chú anh chị. Phơm tàn thì cô chú anh chị mình yên tâm ha. Đây, em nghiêng như vậy cho cô chú anh chị mình thấy dàn xương ở dưới ha cô chú anh chị. Đây, nhỏ nhưng mà rất là già, chi cành thì cô chú anh chị mình yên tâm ha. Về kẽm nào xiết thì cô chú anh chị mình tháo kẽm giúp em. Cao 24. Tổng tàn 49. Cây rất là đẹp, hiện tại cây đang cho bông chùm màu trắng nè, nụ cũng còn rất là nhiều. Rồi em đo tại vị trí này ha cô chú anh chị. Tại vị trí này 22. Tổng hoành đế 56. Cây số 4. Cây này thì em giao lưu tới cả nhà mình là 1,3 triệu. Có chậu ha cô chú anh chị. Rất đẹp, rất là dễ thương cô chú anh chị ơi. Cây số 5 mai chính thủy nu gò công. Cây lùng lực dán bài ha. Càng nuôi là càng lên tiền ha cô chú anh chị. Cây này thì chi cành cốt thì cô chú anh chị mình khỏi lo, phơm tàn thì vô hết rồi hát cô chú anh chị. Rất là đẹp, đây là mặt tiền nè cô chú anh chị ơi. Cao em đo được là 30. Tổng tàn em đo được là 47. Tán ngang em đo cho cô chú tham khảo là 33. Hiện tại cây cũng đang cho bông cho nụ rất là nhiều. Đứng đây mà cái mùi bông, cái mùi nó rất là dễ thương, rất là thơm, dễ chịu lắm cô chú anh chị. Cây lùng lực nè cô chú anh chị, mini để bàn để gì đó, gọn nhẹ ha cô chú anh chị. Những cách rồi em đo tại vị trí này đi cô chú anh chị ơi, 32 cô chú anh chị. Em đo tổng hoành đế dưới đây là 58, phủ mặt chậu là 38 nè cô chú anh chị. Cây số 5, cây này thì em giao lưu tới cả nhà mình là 7,8 triệu nha cô chú anh chị. 7,8 triệu cho một em mai chính thủy nu gò công.
Bổ sung hình ảnh thì kết bạn Zalo với em ha, em chụp hình em quay clip em gửi qua. Một cây sợp đọt đỏ ha cô chú anh chị, mã số 6. Đây, cây dáng rất là quái à cô chú anh chị. Bảo đảm với cô chú anh chị ha, đọt đỏ nha. Dòng này cũng rất là dễ chăm nè cô chú anh chị. Cao là 45. Tổng tàng là 64. Nhỏ nhưng mà rất là già cây ha cô chú anh chị. Rồi em đo một cái tay cạnh bên đây cho cô chú anh chị mình tham khảo đi. Tại vị trí này cô chú anh chị ơi 28 đi. Tổng hết, tổng nguyên cái bể dưới đây ha là 67. Phủ mặt chậu là 54 nha cô chú anh chị. Một em sợp đợt đỏ mã số 6. Cây này thì em giao lưu tới cả nhà mình là 2 triệu nha. Cái nguyên cái bể này là làm bằng xi măng nha cô chú anh chị. Chậu sao thì em ship vậy, hình thức bên em là bao sóng bao ship toàn quốc ha, được kiểm tra hàng thoải mái nha. Một em sợp đợt đỏ. Mã số 7 là một em me chua nha cô chú anh chị. Cây bên em bán là hoàn toàn thừng chậu ha, nên cô chú anh chị mình cứ yên tâm ha, ship đi thì không có mắc sức ha cô chú anh chị. Đóng khung, đóng cái kiện gỗ rất là an toàn cho mình ha. Cao em đo được là 42. Tổng tàng em đo được là 59 cô chú anh chị. Một em me chua, dáng rất là quái cây, thân thì co lắc rất là già. Về mình chăm sóc, mình bón phân là cây sẽ cho trái ha cô chú anh chị. Rồi em đo một em đo vị trí số 1 ở đây đi cô chú anh chị. Dạ 19 nè. Chỗ cái eo này 39. Tổng hoành đế 58. Chồng phủ mặt chậu 43. Một em me chua. Cây này thì em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 2 triệu rưỡi cho mã số 7. Bao sóng bao ship toàn quốc có chậu ha cô chú anh chị. Địa chỉ em đang ở là ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cô chú anh chị ơi. Mã số 8 cũng là một em me chua, thân co lắc dáng bay. Cây này thì em nhớ không lầm là có một hai trái à cô chú anh chị. Về mình chăm sóc mình kích ha. Mình kích ra là nó ra quả ha cô chú anh chị, tùy theo mình chăm sóc nữa. Giá cao là 39 cô chú anh chị ơi. Tổng tàng 66. Những cái tay cành của nó thì cô chú anh chị mình yên tâm ha, rất là già, nó nhỏ nhưng mà nó đã già hết rồi ha. Thân thì co lắc, dáng thì dáng bay nè cô chú anh chị, rất là đẹp. Rồi em đo tại vị trí số 1 ở đây đi cô chú anh chị ơi, 19. Rồi tại cái eo này là 33. Sát xuống đây luôn, 43. Mã số 8. Cây này em giao lưu tới cả nhà mình là 3 triệu nha cô chú anh chị. Có chậu ha. Rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Rồi hôm nay em có mấy cây mai phôi vàng ha. Từ 7 đến 12 cánh đó cô chú anh chị. Mai vàng, mai bứng giường mình nha cô chú anh chị. Mã số 9 là một phôi mai vàng. Cao em đo được là 50. Hiện tại cây cũng đang đâm chồi rất là khỏe ha, nên cô chú anh chị mình cứ yên tâm đi ha. Hình thú rất là đẹp nè cô chú anh chị. Rồi em đo tại một cái dưới đây đi, 20 cô chú anh chị ơi. Sát xuống đây 52. Một em mai phôi dạ, một mai vàng. Mã số 9. Cây này thì em giao lưu tới cả nhà mình là 1,6 triệu. Số 10 ha cô chú anh chị, cũng là một phôi mai vàng ha. Rất là đẹp, rất là già cây cô chú anh chị ơi. Giá cao em đo được là 32 nè. Đây. Hình thú ha cô chú anh chị. Xù da me hết rồi nè cô chú anh chị. Rồi tại vị trí này là 25 nè cô chú anh chị. Tổng tổng dưới đây đi. 72 cô chú anh chị. Mã số 10. Cây này thì em giao lưu tới cả nhà mình là 700 cho một em mai vàng. Bông nó 12 cánh ha cô chú anh chị. Mai mình bứng vườn nha cô chú anh chị.
Mã số 11 cũng là phôi mai vàng luôn ha. Đây. Cây hiện tại cây cũng đang ra chồi. Ra chồi rất là nhiều ha cô chú anh chị. Giá cao là 48 nè cô chú anh chị. Hiện tại cây đang đâm chồi rất là nhiều. Đây. Rất là già cây cô chú anh chị ơi. Rồi tại vị trí này ha cô chú anh chị. 25 nè cô chú anh chị. Rồi em đo tổng hoành đế đi ha. 84 cô chú anh chị ơi. Đường kính bầu đi. 42. Mã số 11 cây này thì em giao lưu tới cả nhà mình là 800 nè cô chú anh chị. Ủng hộ em cô chú anh chị ơi. Mã số 12 cũng là phôi mai vàng ha. Bông. Cây này thì cô chú anh chị mình yên tâm đi ha. Lên xù hết trơn nè cô chú anh chị, mai xù nè. Một cốt ha, rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Cao 52 cô chú anh chị. Rồi tải cái eo này ha cô chú anh chị là 27 nè. Xước cái chỗ u nặng này 39 cô chú anh chị ơi. Đường kính bầu, ủa không phải. Tổng hoành đế đi, em đo gì cho cô chú anh chị mình ha. 68. Đường kính bầu thì cái bầu rất là bự ha cô chú anh chị, 46. Mã số 12. Cây này thì em giao lưu tới cả nhà mình là 1,9 triệu nha cô chú anh chị. Mười ba là một cây xanh trái ha, vắn đổ nha cô chú anh chị, thân thì co lắc. Hiện tại cây này thì ở vườn em đang nuôi nên là không có vô cái chậu đẹp cho cô chú anh chị ha, còn trong cái bầu nhựa ha cô chú anh chị. Về mình vô cái chậu đẹp mình thay cái giúp em ha, là cây nó đẹp nó có giá trị. Cao 18. Dạ tổng tàn là 51. Một em xanh trái rất là già cây cô chú anh chị ơi. Rồi em nghiêng như gì cho cô chú anh chị mình thấy cái dàn xương ở dưới thân thì co lắc. Cái dòng xanh trái này nuôi nó được như vậy là mất tầm 4 đến 5 năm hết cô chú anh chị. Dòng xanh trái này cũng rất là dễ chăm. Em đo tại cái cục u nặng này đi cô chú anh chị. 17 cô chú anh chị ơi. Sát xuống hoành đế dưới đây nè. 36. Đường kính bầu 25 ha cô chú anh chị. Một em xanh trái. Mã số 13. Cây này thì em giao lưu tới cả nhà mình là 700 nha cô chú anh chị. Bao sống bao ship toàn quốc ha. Đây rất là đẹp. Mã số 14 cũng là một em xanh trái dán đổ. Dòng xanh trái này rất là dễ chăm nè cô chú anh chị. Cây này em ở vườn em cũng đang nuôi ha, nên không có vô cái chậu đẹp cho mình ha cô chú anh chị. Rồi em cao là 20 cô chú anh chị. Tổng tàn 66. Tán ngang là 27 cô chú anh chị. Một em xanh trái nè. Cây này thì em báo với cô chú anh chị ha, cái thân của nó là lên xù hết trơn, nổi trứng hết trơn nè cô chú anh chị. Rồi em nghiêng như vậy cho cô chú anh chị mình thấy cái dàn xương ở dưới ha. Đây. Rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Thân của nó là lên trứng lên xù hết trơn nè cô chú anh chị. Em đo tại cái cục u nặng này đi cô chú anh chị ơi. Dạ 20 cô chú anh chị. 20 ha. Cây này mã số 14. Cây này thì em giao lưu tới cả nhà mình là 800. Bao sống bao ship được kiểm tra hàng thoải mái ha cô chú anh chị. Mã số 15 là một em kim quýt cô chú anh chị ơi. Cây này thì cô chú anh chị càng nuôi là càng lên tiền nè cô chú anh chị. Phơm tàn thì cô chú anh chị mình khỏi chơi vào đâu được ha. Hiện tại cây cũng đang cho trái nè. Còn sống thì màu xanh. Chính là màu đỏ nè cô chú anh chị. Cái trái này em hái xuống nè cô chú anh chị. Rất là đẹp cô chú anh chị. Cái dàn xương ở dưới nè cô chú anh chị. Rồi cao. Cao em đo được là 42. Tổng tàn em đo được là 82. Tán ngang em đo cho cô chú anh chị mình là 55 nè. Phơm tàn thì cô chú anh chị mình khỏi chê. Cây này càng nuôi là càng lên tiền của chú anh chị, rất là già cây. Một cốt ha, lùng lực nè cô chú anh chị. Dòng kim quýt này cũng rất là dễ chăm.
được vô cái chậu đẹp rất là hợp với cây nè cô chú anh chị. Được thì gọi trực tiếp cho em ha, để mình chốt hết cô chú anh chị. Rồi em xin đo tải cái eo này đi, 20 cô chú anh chị, sát xuống đây thì 26. Tổng hoành đế là 75. Rồi phủ mặt chậu thì 50 cô chú anh chị. Dạ. Một em kim quýt. Cây này á, thì em giao lưu tới cả nhà mình là 10 triệu 500 ha. Chậu sau thì em ship như vậy. Cây này em sẽ đóng trong một cái kiện gỗ đi rất là an toàn, không bị bể chậu hoặc là gãy nhánh gãy cành của mình ha. Trước khi thanh toán mình được kiểm tra hàng thoải mái ha cô chú anh chị. 10 triệu 500 cho em một cây, một em kim quýt rất là đẹp ha cô chú anh chị, rất là dễ thương. Mã số 16 là một em tùng la hán. Nhỏ nhưng mà nó rất là già cây nè cô chú anh chị, mini để bàn để ban công ha. Cao em đo được là 25, tổng tàng 65. Rất là già cây cô chú anh chị ơi. Cái thân của nó là cỡ 9 ha cô chú anh chị. Đây, một em tùng la hán. Nghiêng như gì cho cô chú anh chị mình thấy dàn xương ở dưới nè. Thân ấy thì co lắc ha. Rất là già cây. Cây thời đã thần chậu. Mã số 16, cây này thì em giao lưu tới cả nhà mình là 1 triệu mốt nè cô chú anh chị. Có chậu ha. 1 triệu mốt cho em một tùng la hán. Rồi mã số 17 cũng là một em tùng la hán dáng đổ nè cô chú anh chị. Đây, rất là đẹp, rất là dễ thương. Cao 19, tổng tàng 64 cô chú anh chị. Nhỏ nhưng mà nó rất là già cây nha. Bổ sung hình ảnh video thì kết bạn Zalo với em. Số điện thoại em có dưới tiêu đề ha cô chú anh chị. Nhà vườn Thúy Ngọc ha. Đây em nghiêng gì cho cô chú anh chị mình thấy nè. Đó, rất là đẹp. Thân của nó là cỡ cây này thì 8 cô chú anh chị ơi. Mã số 17, cây này em giao lưu tới cả nhà mình là 1 triệu 3 cô chú anh chị. 18 là một em trung nu cô chú anh chị, mini để bàn, để ban công, để bàn làm việc. Bông chùm màu trắng rất là thơm. Dòng này cũng rất là dễ chăm, mình cắt nước ha cô chú anh chị, tỉa cành cắt nước khoảng 4 5 ngày. Lặt ra vàng là 2-3 ngày sau là nó sẽ cho bông đọt tròn, đọt non và sẽ cho bông ha. Cao là 21 nè cô chú anh chị. Tổng tàng em đo là đúng 30. Một em mini để bàn mai. Mai chính thị ha, trung nu. Một cốt nha. Cây này tại vị trí này. 14 cô chú anh chị. Mã số 18, cây này thì em giao lưu tới cô chú anh chị là 1 triệu tư nè. Rất là đẹp, rất là dễ thương ha. Chậu sau thì em ship như vậy cho cô chú anh chị mình ha. 19 là một em trung nu cô chú anh chị ơi. Cây này càng nuôi là càng lên tiền. Cây này hiện tại đang cho bông cho nụ rất là nhiều. Mùi nó rất là dễ chịu cô chú anh chị ơi. Mùi thơm của nó. Một em trung nu. Cô chú anh chị mình yên tâm ha. Những cây mà em quay em bán cho cô chú anh chị hay là đã thần chậu hết rồi nha. Đặng mình ship đi không có mất sức ha cô chú anh chị. Cao là 49 cô chú anh chị. Dạ tổng tàng em đo được là 67. Tán ngang em đo là được 47 cô chú anh chị. Một em trung nu. Cây này rất là già cây. Mà cắt thì cô chú anh chị mình yên tâm đi, liền nó sành hết rồi ha. Cây có vết lỗi chỗ nào thì em báo trên kênh cho cô chú anh chị ha. Còn không có thì em không có nói nha cô chú anh chị. Đây rất là đẹp. Rồi em đo vào vị trí số 1. Nằm ở đây đi cô chú anh chị. Hơn 29 em tính 29. Rồi vị trí số 2 nằm tại ở đây là hơn 46, em tính 46 thôi. Tổng hoành đế ha. Tổng hoành đế là 90 nè. Phủ mặt chậu 52 cô chú anh chị ơi. Một em trung nu ha. Rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Cây này thì em giao lưu tới cả nhà mình là 13 triệu 500. Bổ sung hình ảnh video kết bạn Zalo với em 0938 323 449. Ủng hộ em nha cô chú anh chị ơi, như 2 clip vừa qua ha cô chú anh chị.
Một em cần thân mã số 20, dáng cây có dáng bay, cũng là cây cuối clip của em ngày hôm nay ha cô chú anh chị. Cần thân là mình còn chơi theo phong thủy đó nha cô chú anh chị, cần cù thân tiến á. Cây này á, thì trong cái chậu xi măng rất là nặng, em chỉ để vào đây để tượng trưng ha. Khi đi á, thì em xin bó bầu nha cô chú anh chị, cây thì cũng đã thần chậu rồi, ship đi á, không mất sức cô chú anh chị mình yên tâm, em không có ship chậu ha. Cao em đo được là 52 cô chú anh chị. Cây dáng rất là đẹp, rất là già cây cô chú anh chị. Còn tổng tàng thì là 105 cô chú anh chị. Tán ngang là 62. Một em cần thân cô chú anh chị ơi, tán ngang 62 ha. Điều hết trơn nè cô chú anh chị, tay cành của nó nè cô chú anh chị, rất là đẹp ha, nó như là một cái bàn tay luôn ha cô chú anh chị. Đây. Về kẽm nào siết thì cô chú anh chị mình cứ tháo kẽm giúp em ha. Bên em tháo cũng được nhưng mà em tính để gì đặng đóng cây á. Đóng vô cái chuyện gỗ nó có va chạm á, cây mình nó cũng bị gãy nhánh ha, nó có kẽm nó có độ dẻo á cô chú anh chị. Nó chỉ cong thôi cho mình sửa lại được ha, còn mà tháo kẽm ra rồi lỡ nó có gì là nó gãy nhánh hết cô chú anh chị. Em quay chậm chậm gì cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Rồi em xin phép đo tại vị trí này ha cô chú anh chị, 31 nha cô chú anh chị. Tại cái cục bú này nè, 48 cô chú anh chị ơi. Tổng hoành đế là 106. Từ đây xuống tới đây ha là được 45 cô chú anh chị. Đường kính bầu á thì là 45. Mã số 20, một em cần thân. Cây này á thì em giao lưu tới cả nhà mình 10 triệu ha. Khi đi em xin phép bó bầu quốc chậu. Hiện tại em đang ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại của em là 0938 323 449. Em xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi kênh Lục Tỉnh Miền Tây và đã ủng hộ em ha. Hẹn cô chú anh chị vào clip sau ạ.